Hello, chào ở nhà ăn cơm nhỉ? Ăn cơm nè. Dạ, tuổi. Cà phú, cơ cà, chà cá. Ngon quá. Cái này ơi. Không quá cái nhà ơi. Tôi miếng cà coi ngon ngon chút coi. Nóng quá. Ăn miếng nó hủ coi, cho thằng nhỏ nó phù lù coi. Nhà máu nè, cục máu nè, cục máu của con heo á. Quá ngon. Còn quá dù mọi người ơi. Vô luôn mày, không nhìn ăn nữa mày. Hủ nè, ăn miếng nó hủ cho cậu nhỏ nó phù lù.
bún miếng cà chua kìa. Má ơi chua. Cà chua. Nữa cả nhà ơi, làm miếng nữa coi, ngon quá. Còn chua nữa nè. Vô. Rồi nóng. Đâu qua. Cảm ơn các no cái này ăn no rồi. Mình ăn ngon quá. Cá này nó béo ghê. Đủ nữa. Hủ cũng béo nữa. Ba. Ngon không?
Hello, chào. Bạn thấy video này hay thì nhắn cho tôi một subscribe dưới bên dưới nha. Đăng ký và đừng quên nhắn chuông nha. Bye.